Cũng trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Cục Điện ảnh Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm hợp tác sản xuất phim trong các nước ASEAN vào chiều qua mùng 2 tháng 11 nhằm quảng bá các tác phẩm điện ảnh Việt Nam ra khu vực ASEAN và ngược lại. Theo Cục Điện ảnh Việt Nam, việc hợp tác sản xuất giữa cơ sở sản xuất phim Việt Nam và nước ngoài chưa nhiều, chủ yếu Việt Nam mới chỉ cung cấp dịch vụ cho đoàn làm phim nước ngoài. Vậy nên trong thời gian tới, cần tăng cường hợp tác sản xuất, đặc biệt với các nước trong khu vực để hội nhập nền điện ảnh Việt Nam với quốc tế. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 sẽ có chính sách phân loại thành 4 loại phim, phổ biến chung không cho phép dưới 13 tuổi, dưới 16 tuổi và dưới 18 tuổi. Ngoài ra, phim của các nước ASEAN vẫn chưa được chiếu rộng rãi ở cụm rạp tại Việt Nam. Vì vậy, chính phủ sẽ sớm khắc phục hạn chế này và tích cực phát hành quảng bá phim Việt Nam ra thị trường khu vực và quốc tế.